Gửi kiều cho em năm cánh Mỹ, Chí Lan Viên. 200 năm ngày kỷ niệm Nguyễn Du, hóa sáng đốt trên nhà của Nguyễn. Em có yên tâm để đọc truyện kiều, buổi trăng lửa chiếc soi tìm tuyến. Gió mùa thu xào xạc hoa lâu, anh qua nhà của Nguyễn chả dừng lâu. Nhớ đến Nguyễn ngước nhìn hồng lĩnh vậy, bến phả Vinh bóng cắt hai đầu. Có ngược đầu cột cát trắng cây xanh, gặp Nguyễn nơi đây trên đất Quảng Bình. Đất Hỏa Tuyến những chàng trai lớp 7 lại ngâm kiều sau một cuộc giao tranh. Bốn phía ruộng đồng mái rạ bờ tre, trận địa nằm man mác giữa hương quê. Thơ dân tộc lẫn màu nâu dân dã, nên câu kiều đồng vọng họ còn nghe. Đêm tháng giặc Bảo Ninh mẹ suốt ngâm kiều, mẹ dám đầu quên cái thùa khổ nghèo. Nhà ai đó lạy kiều câu được mất, mẹ nấp gốc dừa nước mắt rạn theo. Thuyền ai thấp thoáng đất trời vệ ta, nhật lệ sông dài thuyền mẹ lại qua. Câu thơ Nguyễn cũng góp phần đánh Mỹ, một mái chèo trong lửa đại sông pha. 200 năm ở nhị 200 năm, thủa vui buồn kiểu sống giữa lọc tân. Sự tiếng võng ru hời đêm lạnh giá, này cỏ mềm xanh nõn tận trời xuân. Đất nước mình nghèo lắm hỡi em yêu, cho đến giọt lệ cha ông cũng còn có ích với ta nhiều. Dẫu súng đạn nặng đường ra Hỏa Tuyến, đi đường dài em giữ chuyện kiều theo.